rất khôn ngoan. Văn Quyết, Công Vinh, 2-1 dành cho đội tuyển Việt Nam, tuyệt vời quá Lê Công Vinh. Đó là điều mà chúng tôi muốn thấy và chắc chắn là điều mà ông Miura đã mường tượng từ trước, với một cầu thủ có bản lĩnh và dày dặn kinh nghiệm trận mạc như là Lê Công Vinh. Một khoảnh khắc mà sân Mỹ Đình lại tìm thấy sự xuất đồng trở lại sau những phút giây có phần im ắng, và Lê Công Vinh là người đã tạo ra sự khác biệt mà đội tuyển Việt Nam đi tìm trong suốt một quãng thời gian rất dài ở trận đấu này. Chúng tôi đã nói về sự chờ đợi của Công Vinh, đó chính là sự lên tiếng của đẳng cấp, và rõ ràng hai yếu tố kinh nghiệm và đẳng cấp đã đồng loạt xuất hiện trong khoảnh khắc vừa rồi, khoảnh khắc mà chúng ta đang chờ đợi để được theo dõi lại. Một dấu ấn rất lớn từ Văn Quyết với nỗ lực tuyệt vời để qua hai cầu thủ đối phương và sau đó bóng tới vị trí của Công Vinh. Hãy cùng thưởng thức lại tình huống ghi bàn này của Công Vinh với pha đập nhả giữa anh và Văn Quyết. Quá đẳng cấp. Khó có thể nói rằng Công Vinh bây giờ đang có được phong độ cao nhất. Nhưng với một cầu thủ như anh thì đẳng cấp luôn biết cách để lên tiếng đúng lúc. Điểm 10 cho sự hoàn hảo từ cú ra chân vừa rồi của Công Vinh.